Hi! hôm nay cường sẽ chia sẻ một cái cách mua hàng ở AliExpress về uh, rất là dễ dàng để các bạn có thể mua hàng thanh toán uh, những món hàng rất là rẻ so với Việt Nam ví dụ như ở đây đây là một cái máy giò cá một cái sauna uh, mà ở Việt Nam bán khoảng độ một triệu mấy cho tới có nơi bán tới ba triệu rưỡi nhưng mà cường mua về thì nó không tới 700 trăm ngàn nó khoảng hơn 600 trăm ngàn một tí à, uh, rồi ví dụ như cái đây là cái SGCam chắc cũng hơi khó thấy đó thì ở Việt Nam bán tới 4 triệu đồng nhưng mà cứ mua về thì nó không tới 3 triệu đó. và còn rất là nhiều những món đồ mà cũng đã mua về mình cảm thấy vô cùng hài lòng là tại sao mà chúng ta không đi mua ở nơi giá rẻ như thế đó. thì mà thực ra nếu mà ai mà có tiền nó muốn có hàng ngày thì mua hàng ở đây ha ủng hộ các shop ở đây chứ ai cũng mua hàng ở bên kia thì ở Việt Nam mà khó làm ăn lắm. Ok vậy nhá, bây giờ tiến hành mua hàng thôi. Rồi, đây là cái giao diện của AliExpress. Các bạn có thể thấy là cái giao diện của nó cũng giống như các trang mua bán bình thường thôi. Tuy nhiên thì có một cái thủ thuật nhỏ là các bạn có thể thay cái cái quạt web nè thành chữ VI đó là Việt Nam á thì nó sẽ đổi thành tiếng Việt và các bạn có thể là tạo một cái tài khoản ha tạo khoản thì cái này thì nó dễ quá rồi các bạn chứ cường không nói nữa cường có sẵn tài khoản là cường đăng nhập bằng facebook luôn đấy khi mà đăng nhập vào thì các bạn có thể vào chọn ở đây để sổ ra những cái cái thông tin mà của tài khoản của bạn ví dụ như bạn có thể vào trong alistair của tôi để mà sửa tên sửa địa chỉ rồi vào đơn hàng của tôi để quản lý các đơn hàng rồi xem các cái thông báo của mình rồi, danh sách các cái món hàng mà mình yêu thích đó đó rồi, điểm rồi, Alipay rồi điểm giảm giá thì các bạn tự tìm hiểu ha. Còn ở đây thì chúng ta tiếp tục đi mua hàng thôi. Thì um, bây giờ thì cường sẽ hướng dẫn các bạn một vài thủ thuật để mà tìm kiếm hàng hóa cho nó nhanh. Ví dụ như ở đây các bạn có thể gõ gõ tên vào đây. Các bạn có thể gõ ví dụ như là các bạn tìm một cái điện thoại um, cái vỏ điện thoại cover iPhone 6 đi S đúng không? thì các bạn tìm và các bạn sẽ tận dụng các cái nút ở dưới đây ví dụ như là giá bán này. các bạn muốn giá bán nó bao nhiêu từ bao nhiêu tới bao nhiêu thì điểm vào đây ha à, và muốn sắp xếp đây là vừa mới click vào giá bán à sắp xếp giá thấp nhất thấp nhất là 0,48 đô là chưa tới 10.000 đồng à 10.000 đồng nó khoảng độ 10 đến 11.000 gì đấy đó thì các bạn sẽ thấy được là những cái vỏ này đây bán cực kỳ rẻ thôi mua chục cái thì mới có 5 đô mới có trăm ngàn ha à, 10 cái mới có năm mới có 100 ngàn thôi nha nhớ nha đó thì cái cái vỏ này cực kỳ rẻ luôn rồi các bạn có thể là xem theo xếp hạng người bán rồi mới nhất hay là theo cái đơn hàng đơn hàng này là cái cái số lượng mà đã bán ra nè đấy ví dụ như cái vỏ này nè bán được 62.000 đơn hàng có khủng khiếp không bán cực kỳ kinh khủng á, cực kỳ trên thế giới là cực kỳ chạy Nhưng mà ở ngoài thì có thể là bán cái này với giá trăm ngàn hay là mấy chục ngàn đó thì các bạn xem đây đây 69 tính ra thì mới có 15 ngàn chứ mấy đó thì à, các bạn thấy đó. và xem thêm về cái, cái cái, cái cửa hàng đây là cái cửa hàng khi mà các bạn xem các bạn sẽ thấy là đây là một cửa hàng này đây là một cửa hàng nè thì à um, cái, cái thứ hạng cửa hàng này các bạn vào trong website cường mua hộ com các bạn xem xem hoặc là click vào đây xem luôn cũng được không nhớ rõ là cái thứ hạng nó nằm ở chỗ nào đây à, thì ở đây cường có cái bài viết là về cái số điểm này các bạn sẽ thấy thế là cái vương miệng nó càng nhiều là cái cao nhất nó từ thấp lên cao này các bạn thấy không thấp nhất là mấy cái huân chương này xong nhiều huân chương xong tới kim cương xong tới vương miệng đó thì các bạn khi mà mua thì các bạn chú ý chọn những cái cửa hàng mà cái để cái cấp của nó càng cao đó, thì sẽ càng uy tín nó trở vô là sẽ thấy được là cái điểm phản hồi là 41.000 người phản hồi nè nó tích cực thì 97 phần trăm tích cực thì cũng khá tại vì bán online mà 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 97 phần trăm là quá gớm rồi đấy thì đấy là một cái cách cách thứ hai để mà tìm sản phẩm thì các bạn có thể là vào cái danh mục này xong rồi tìm cũng dùng những cái 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 cái, cái thủ thuật như vừa rồi thôi những dùng những cái cái khung ở đây nè các bạn nên dùng cái cái khung này nhá nên tận dụng dùng cái khung này để mà tìm kiếm từ khóa này rồi giá bán minh mát nè số lượng sao mong muốn nè đó rồi giá bán từ thấp đến cao hay từ cao đến thấp rồi số lượng đơn hàng từ thấp tới cao từ cao đến thấp đó rồi tìm những cái món miễn phí gửi hàng nè đó rồi tìm hay là giảm giá thì các bạn dùng những cái cái chức năng này để mà lọc ra những cái sản phẩm nào mà giá rẻ hay là ok đó thì từ đó các bạn có thể tìm ra những cái sản phẩm mà các bạn thấy là ưng ý ở đây thì cường sẽ mua thử uh, mua cho các bạn thấy là ba cái món ở đây có có cái anh cái anh gửi gửi uh, nhờ mua hộ sáng còn anh đó thôi sáng cường mua dùng cho mấy người khác hết rồi. Thì ở đây thì cường sẽ mua ba cái món này ha. Rồi thì đây ba cái món này. Đây dừng click vào nè, bật lên ba cái món đó nè. ba cái món đó. Xem mà anh có chú thích gì không? Chú thích số lượng một loại 15 cm nhân cho 100 cm. À, cái này tắt đi ha. Đây mua ba món này. Rồi thì cái món đầu tiên nè là thêm vào giỏ hàng một món. Ok. Món thứ hai thêm vào giỏ hàng. Đây là cái giá cuối nha. Đây không phải là giá cuối nha các bạn. Nhìn thấy giá ở đây màu đỏ này á, là giá của món hàng thôi. Còn cái tổng giá mình phải trả đó là nó có tiền ship nữa. Là cái giá này. Nhưng mà ở đây là free ship ha. Cho nên là giá cuối nó sẽ bằng tổng giá. Rồi thêm vào giỏ hàng. Ok. Tiếp tục món thứ ba. Cường sẽ thêm vào giỏ hàng. À, đây là vui lòng chọn một màu này. Tại vì ở đây nó có bốn cái. À, thông thường các bạn gửi link cho Cường là hay thiếu sót cái phần này lắm. Là không có chú thích á. Rồi Cường chọn random hay là phải hỏi lại nó mất công. À, các bạn chọn vào đây nè. Để chuột thì nó sẽ hiện lên cái chữ 1 m 15 cm hoặc là click vào các bạn sẽ thấy hình bên này nó thay đổi. Đó các bạn sẽ thấy hình hình nó thay đổi. Nha à. Rồi thì ở đây anh ấy chọn là là nhiêu nhỉ? 1 15 cm x 100 cm đó là 1 m là 15. Rồi cái này chọn cái này luôn. Rồi chúng ta thêm vào giỏ hàng. Thêm chưa nhỉ? Thêm vào giỏ hàng. Ờ à, à, click vào đây. Thêm vào giỏ hàng. Rồi bây giờ khi mà chọn xong thì chúng ta sẽ click vào xem giỏ hàng ha. Xem giỏ hàng. Hoặc là các bạn có thể click vào trên cái nút này cũng được này. Nút này. Nút trên đây nó cũng là giỏ hàng. Thì các bạn sẽ thấy là nó thống kê lại những cái món hàng mình vừa mới add vào tổng những cái sản phẩm đấy rồi ở đây thì ba món này cùng mua cho một người vì thế nên là cường buy on còn nếu mà các bạn à, mua riêng lẻ từng cửa hàng á nó nhóm lại thành từng cửa hàng nha ví dụ như đây là cửa hàng của anh à, Kit life còn đây là của anh à, sunshine carbon fiber đó thì nó là của hai cửa hàng cho nên là nó có thêm hai cái nút mua của từng cửa hàng đây chúng ta sẽ buy ôn xem lại coi shipping cost này miễn phí hoàn toàn nè giá hàng bằng giá phải trả luôn rồi bài on. OK, à, ở đây nó sẽ có địa chỉ. Nếu như bạn chưa có điền địa chỉ thì các bạn cần phải điền vào. Còn ở đây thì cứ điền sẵn rồi. Đó nên là nó có cái địa chỉ này ở đây. Các bạn sẽ click vào edit nè Các bạn sẽ nhập tên của các bạn vào và nhớ là nhập không dấu nha. Và có nhiều bạn hỏi rằng là cái này nên viết tiếng Anh hay tiếng Việt thì cường trả lời luôn đó là viết tiếng Việt. Tại vì như thế này, khi mà bưu kiện đi từ quốc tế thì họ sẽ căn cứ vào tên nước Họ gửi cái bưu kiện tới tên nước Việt Nam Xong rồi ở người Việt Nam Sẽ nhìn xuống những cái địa chỉ tiếp theo Để mà tìm ra nhà bạn Vì thế cho nên là họ không quan tâm là cái này là, là tiếng Anh hay tiếng Việt cái, cái người quốc tế Người bên Trung Quốc họ chỉ gửi về Việt Nam thôi Còn cái này là bên Việt Nam xử lý Vì thế nên viết bằng tiếng Việt nhé Ok Thì ở đây thì cái Thông tin người nhận là Vũ Thiên Hồng Ở đây cũng sửa hết rồi Không còn gì sửa nữa À, có một cái lưu ý là ví dụ như gọi nè cái phần này các bạn nên nên viết như thế này nên mở ngoặc là gọi số điện thoại thì để người bưu điện đó người ta thấy rồi, người ta gọi cho bạn thôi ok save and ship to red thế là xong chọn được à, phần mua hàng nhá à phần địa chỉ sau đó xem lại coi cái order ở đây cái order này nè thì nó có một cái khung để tin nhắn ví dụ như cái 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 này nè các bạn muốn để lại tin nhắn là làm ơn gói kỹ hay là làm ơn uh, chọn cho tôi màu này màu kia hay là đóng gói cho tôi hai cái hộp này chung hay gì đó thì các bạn lưu ý lại cho seller ở đây thì chẳng có gì lưu ý cả nên cường chỉ cảm ơn thôi cảm ơn người bán à, họ cũng bán hàng cho mình mà rồi cảm ơn người bán thế thôi nếu ví dụ các bạn muốn điều chỉnh số lượng các bạn click vào đây nè cộng trừ nè nó điều chỉnh số lượng thì nó sẽ tăng giá lên nó lên 11 này thấy không? Ở đây mình mua một cái thôi. Ok. Ở trường hợp mà bạn muốn 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 đổi cái ship á thì click vào đây nhá. Nhưng mà cường khuyến khích là không nên. Bạn nào mà muốn mua nhanh á thì liên hệ với cường để mua khoảng độ 6 đến 10 10 ngày thôi. Chứ mà phí ship rẻ lắm khoảng 60 000 một kg. Chứ còn bạn ship ở đây á, thì tính chết tiền. 400 000 thấy chưa? Ok, thì à, sau khi mà xem qua hết cái đơn hàng á, thấy tổng giá ở đây à ok rồi thì chúng ta play order à, còn bạn nào mà có coupon nó thì nhập vào coupon vào đây đấy à, play order ở đây do là cường thanh toán nhiều rồi cho nên là nó ghi nhớ cái tài khoản alipay à, bạn chưa thanh toán thì các bạn sẽ nhìn thấy cái giao diện như thế này để mà thanh toán hàng trên aliexpress hay là uh, thanh toán amazon hay ở đâu đi nữa nói chung là mua hàng quốc tế thì các bạn cần có cái thẻ mà có thể uh, thanh toán quốc tế liên ngân hàng á thì ở uh, đây thì những cái thẻ ví dụ như thẻ như thế này á hay này đây này là không phải thẻ thanh toán quốc tế nhé chỉ là thẻ tiền bình thường thôi để rút tiền bình thường này các bạn sẽ thấy đặc biệt là ở đằng sau của nó là không có cái số gì cả còn đây này, thẻ này cũng vậy chỉ là những cái thẻ thông thường thôi còn cái thẻ mà thanh toán quốc tế thì nó phải có logo như thế này các bạn sẽ thấy này. đó nó có cái logo Mastercard hoặc là visa hoặc là master thì những cái 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 thẻ mà nó có cái logo đó thì có thể có chức năng thanh toán quốc tế và muốn làm những cái thẻ như thế này thì các bạn chỉ cần ra ngân hàng và nói là tôi muốn làm một cái thẻ thanh toán quốc tế để mua hàng online của nước ngoài thì ngân hàng họ sẽ tư vấn cho bạn một cái thẻ phù hợp ừ. à, dễ lắm với lại thủ thủ tục duy trì một năm là nếu mà xài thẻ trẻ trước đó, xài nhiều trả nhiều á nạp tiền cho xài thì khoảng 50 ngàn đến 100 ngàn năm thôi còn nếu mà bạn có lương hay là muốn làm cái thẻ dạng thẻ tín dụng á để xài xài xong rồi mới trả dạng giống như thuê bao trả sau á thì khoảng độ 500 ngàn đến 1 triệu tùy ngân hàng Ok tiếp tục thanh toán nào Thế thì ở đây thì các bạn sẽ cần phải nhập những cái thông tin các bạn có thể chọn những cái phương thức khác ví dụ như là web money hay là West, western union hay là more method nhưng mà ở đây có điều đặc biệt là bạn không thể thanh toán bằng paypal được tại vì, vì, có lẽ là paypal nó nó lại nghỉ chơi vì tỷ lệ refund hàng ở đây nó cao quá do là hàng hàng trung quốc hàng giá rẻ à, ok thì chúng ta sẽ chọn đầu tiên các bạn chọn theo đúng cái logo ở trên thẻ của các bạn nhé Ví dụ như cái logo ở trên nó là visa thì bạn phải chọn là visa tại vì những cái này là khác nhau. Ok, visa. Rồi các number các bạn điền 12 cái chữ số trong thẻ của bạn vô. Rồi, 12 số đây dư rồi. Đấy, 12 cái chữ số. Thì à visa nó tới 15 số Sai sai. Sai cái 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 số này cứ điền bảy nên nó sai á. Các bạn điền đúng cái số trên visa nó sẽ đúng thôi đó à, tiếp đến là cái ngày ví dụ như là cái ngày trên thẻ của bạn là ngày à, tháng 12 năm à, 2050 chẳng hạn đấy thì các bạn điền vô còn security code của các bạn là một thứ ba chẳng hạn thì các bạn điền đúng trên trên thẻ còn cái first name last name này là tên nha ví dụ như đây của cường là à, cường nè trần đó cường trần nhớ nha first name last name là tệ điền theo đúng trên thẻ như thế này đó thì xong ấn pay now là xong nhưng mà nó, nó sai thông tin là thì mình phải điền lại. nó còn uh, cường thì cường uh, đã nhập thông tin rồi, nên khi mà nhập, bạn nhập thông tin lần đầu tiên thì nó sẽ lưu lại cái số thẻ của các bạn và sử dụng cho các lần tiếp theo không phải nhập nữa để đảm bảo tính bảo mật an toàn chứ mỗi lần mua mỗi lần nhập thì rủi ro uh, rủi ro lắm. đấy, nhập vào tài khoản đây rồi thì mình có hai cái thẻ nè hai uh, cái thẻ mastercard đó, thì uh, khi mình chọn này xong mình tiến hành thanh toán thôi, nó đang uh, xoay xoay để verify lại. rồi rồi, okay, uh, bây giờ mình sẽ tiến hành pay nè, giờ mình click vào nút pay thế là xong. Đã, coi như là đã xong. còn nếu mà trường hợp mà uh, lâu lâu á thì nó sẽ có một vài trường hợp mà nó nó sẽ hỏi lại bạn một cái thông tin số thẻ hay là ngày thẻ hay là cái mã xác nhận đó, để mà xác minh lại là bạn có phải chủ thẻ không thì bạn chỉ cần nhập vào vẫn và pay là xong đó khi mà mình mình vừa mới 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 mua hàng xong là có email gửi lên nè đây có hai email nè uh, email đây là order đã được uh, mua hồi nãy là của hai cửa hàng đó các bạn thấy nè có hai cửa hàng cho nên là hai đơn hàng nó chia làm hai đơn hàng thì đã mua xong click vào xem cái đơn hàng đó nè mạng quá nhỉ Đấy, thì đây là cái đơn hàng mà mình vừa mua nè đó các bạn thấy không đây, tổng giá nè sau này các bạn chat muốn chat cái gì với lại cửa hàng ấy, các bạn chat ở đây nè hello đó. thì các bạn chat xong bạn send thôi hay là các bạn có muốn trao đổi gì về về mua bán hay là hàng hóa gì muốn là là cửa hàng ấy, họ chụp ảnh họ gửi cho mình coi thì cứ nói ở đây nói xong gửi send là họ sẽ xử lý họ chụp đó thì khi mà bạn play order xong á thì nó sẽ uh, ở giai đoạn 1 ha. Giai đoạn này là khoảng 24 tiếng là nó sẽ chuyển qua giai đoạn 2. 24 tiếng để nó xác nhận coi là cái tiền của bạn nó là có thể xài được á, nhiều khi không phải là uh, tiền bẩn á, tiền ấy gì đó thì nó phải xác nhận trong vòng 24 tiếng. Xác nhận xong thì nó sẽ là pay success. Pay success xong á là cửa hàng sẽ bắt đầu là thấy ok cái đơn hàng này ok thì họ sẽ bắt đầu là chuẩn bị hàng rồi gửi cho bạn khi họ chuẩn bị xong họ gửi thì họ gửi xong thì sẽ qua giai đoạn ba đó là shipment thì tới cái lúc này á thực ra là tới cái cái bước này là bước thứ hai này là, là mình không can thiệp được nữa rồi cái bước thứ hai này á là họ bắt đầu đóng gói gửi hàng là mình không can thiệp được rồi chỉ có nói chuyện với họ nữa thôi nói chuyện với họ nữa thôi đấy thì sau khi mà 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 họ gửi hàng đó thì họ sẽ gửi cho mình một cái cái hoa cái đơn để bây giờ mình mình cho các bạn coi thử nha coi thử cái đơn mà ship rồi á ở đây thì cường mở cho các bạn xem thử vài cái đơn hàng ở các quá trình khác nhau hồi nãy cái đầu tiên đó là pre order đó là thanh toán khi thanh toán xong á là là đang ở giai đoạn mà cửa hàng sẽ chuẩn bị ship cho các bạn thì cái giai đoạn này nó sẽ khoảng từ 1 cho tới 7 ngày tùy cửa hàng đây là các bạn sẽ chú ý là cái process time này, nè. Process time này có cửa hàng nó chỉ là 24 tiếng thôi là nó xử lý trong ngày luôn. Đó, cái này là process time nha. Đó còn đây là shipment time này. đấy thì ở giai đoạn pay success này là là đã thành, có nghĩa là thanh toán rồi á, thanh toán rồi là đang chờ ship. À, rồi, khi mà chờ ship xong cửa hàng mà nó xử lý xong thì nó sẽ qua giai đoạn shipment. Đó, thì các bạn, à, đây ví dụ như ở đây còn có trao đổi với lại cái cửa hàng nè, đó trao đổi qua trao đổi lại. Thì các bạn cứ chat vào đây thôi nói là cửa hàng sẽ nhận được tin và khi họ ship rồi đó, thì họ sẽ cho mình một cái đường link để check để mình check thử nè ví dụ đây là cái mã vận đơn này tracking number này u X nè rồi qua đây thử coi ok check thử xem nó như thế nào ồ oh. này khó quá ta <laughs> này bó tay rồi Thì cái này cũng lần đầu tiên cửa mua tại vì cái này là, là nó ship nội địa trong Trung Quốc, cửa mua theo hình thức ship nhanh. Thì có nghĩa là cái cửa hàng này sẽ gửi về kho bên bên mình, xong rồi um, kho bên mình sẽ vận chuyển về Việt Nam hết khoảng độ 4 đến 6 ngày thôi à, rất là nhanh. Đây là cái tracking code này dành cho người Trung Quốc thôi, chứ không phải dành cho quốc tế, mình cũng khó quá. Thôi bỏ qua ha. À, còn đây là cái order đã complex nè, đã nhận được hàng nè đây là cái cái đồ điện tử cái uh, raspberry cái máy tính uh, mini mà nổi tiếng lắm đó. ở bên này bán rẻ lắm có 49 đô này thì có cái anh anh đặt thì ở đồng nai đó, anh anh nhận đã nhận được hàng là đã phát thành công nè xong rồi cường vào kiểm xác nhận thế là xong finish Đấy, thì có thể vào đây check thử check thử đó, xong rồi mình uh, dán uh, Passcode vào đây xong rồi 2089 Enter đó thì nó nó sẽ sẽ ra những những cái như thế này thì đây là cập nhật ngày 14 tháng 2 là nhận được hay sao này mình copy mình vào Google thế chứ cường cũng đâu có biết uh, tiếng Trung Quốc đâu nhiều bạn cứ bảo làm sao Google chứ sao giờ đó nó về Việt Nam rồi nè à. ok vậy là hoàn tất cái quá trình mua hàng rồi khi mà các bạn nhớ là muốn cancel thì các bạn ở play order chỉ có thực ở hai giai đoạn đầu này thôi, play order thì các bạn click cái là cancel ha, còn ở giai đoạn mà pay success này á thì các bạn click cancel phải đợi cửa hàng nó xác nhận cái cửa hàng mà nó không có xác nhận là là cho bạn hủy á thì bạn cũng không hủy được đâu Đấy, vì thế nên nếu mà hủy đơn hàng thì cố gắng hủy nhanh nhanh trong 24 tiếng đầu từ lúc play order ha và à, cố gắng chọn hàng cho nó tốt, đừng có để đến lúc xảy ra sự cố thì nó phiền lắm ok vậy là kết thúc cái video hướng dẫn tự mua hàng trên aliexpress nếu mà bạn có thắc mắc gì thì hãy comment phía bên dưới và cường sẽ à, trả lời theo kiến thức mà cường biết ok chúc các bạn mua hàng thành công